đang anh chị có bao giờ trong cái việc mà anh chị đang sinh hoạt hàng ngày và đang làm công việc của anh chị thì đột nhiên hoặc là thường xuyên hoặc là đôi khi hiếm khi thì anh chị sẽ thấy rằng là một ai đó xuất hiện trong cuộc đời của anh chị để nói về một cái người thứ hai. Đấy, ai đó xuất hiện trong cuộc đời anh chị để nói chuyện với một câu chuyện của một người thứ hai cho anh chị nghe. Và bắt đầu anh chị sẽ nghe tới hai tình huống. Một, nghe câu chuyện này là trên cầu. Trên cầu tức là nghe việc tốt về họ, nghe việc thông tin là tốt trên cầu trên, và một thông tin khác nó có màu khác, đó là tin dưới cầu. Tôi gọi là anh chị phân biệt dưới cầu và trên cầu cho nó dễ nhé. Có những người chuyên đưa những cái thông tin dưới hầm cầu cho anh chị. Dưới hầm cầu có sạch không anh chị? Nó thường rất là bẩn và thường là rất là khó khăn để anh chị đi qua dòng sông, đúng không nào? Đi dưới cầu mà cứ cầm, còn một người đàng hoàng đi trên cầu thì thông tin nó rất là sạch và nói chung tư tưởng rất là tích cực, còn ở dưới này là tiêu cực ấy. Thì anh chị thấy rằng là nếu mà hai thông tin trên cầu thì nó gọi 2.1, thông tin dưới cầu là 2.2. Anh chị thường nghe thông tin nào? Nếu mà anh chị nghe thông tin toàn thông tin tốt lành comment 2.1, toàn nghe thông tin mà không tốt lành comment 2.2. Anh chị đó nha. Tuyết Sang 2.2, Nguyễn Ngân 2.2, Thu Thủy 2.2, Ánh 2.2, Hoàng Sen 2.2, Lê Thanh Tâm 2.2, Anh Phan 2.2, Lê Thanh Tâm, Lê Minh Quang 2.2, Thu Mai 2.1, Thu Mai 2.1, Phạm Hằng 2.2, Nguyễn Thị Lê 2.2, Ngọc Liên 2.2, Phùng Thị Yến là cả 2.2 và 2.1, Bích Đàm là vừa 2.2 và 2.1, Đặng Quyên là cả 2, Thúy Lê là 2.1, Nguyệt Ánh là cả hai, Hồi Hương là không chọn 2.1, Hằng Trần không chọn nhé mà nghe thường xuyên nhé, nghe thường xuyên. Ví dụ như là ông bảo bạn thân rất là thân của mình gặp mình nói với mình nghe rằng là nói mình với mình là mình số 3 đấy, với ông chồng của tôi dạo này là suốt ngày nhậu nhẹt, suốt ngày gái gú, rồi cái chị phản ứng tôi chồng như vậy thì bỏ đi cho rồi chứ cứ sống làm gì. Đấy là cách mà anh chị phản ứng, hoặc là không phản ứng gì chăng nữa thì tóm lại anh chị thường xuyên nghe như vậy. Hoặc là anh chị nghe một cái bạn nhân viên đến và nói với anh chị là mình đang thấy cái ông sếp của công ty mình là suốt ngày là đang mâu thuẫn với các cái sếp khác, cuối cùng mình đang rất là căng thẳng trong cái công ty đó. Hoặc là đơn giản là anh chị sẽ nói rằng người vợ của tôi không hiểu sao suốt ngày A suốt ngày B gì đó, tôi rất là căng thẳng. Đại loại anh chị nghe những thông tin dưới cầu của một người thứ ba, thứ hai. Đấy, tôi gọi là một người thứ hai, một người thứ hai mà anh chị chưa từng biết nha. Hồi Hương là thêm là Thùy Linh là cả một hai, một và hai, cả một và hai, nhưng cái nào nhiều hơn thì anh chị comment cái nhiều hơn. Thì anh chị đếm giúp tôi một chút là trên màn hình ấy, 2.2 nhiều hơn hay 2.1 nhiều hơn?
trả lời giúp tôi nha. 2.2 em chỉ nghe nhiều hơn hay 2.1 nhiều hơn? Đếm trên màn hình cái số lượng người mà đang comment xuống ấy, cái việc anh chị đang nghe đấy. Nếu mà đánh 2.2 nhiều hơn thì ghi 2.2 nhiều hơn. Đấy, 2.2 nhiều hơn đấy các anh chị ạ. Đúng chưa nào? Vậy tại sao lại như vậy? Tại sao cứ hễ một người đến với một người thứ ba thì có xu hướng nói điều không tốt với cái người không có mặt cho anh chị nghe? Tại sao? Và khi đó anh chị có thể đóng vai là một người người bạn, đúng không? Anh chị có thể đóng vai là một người bâng quơ thôi để nghe cái thông tin đó. Nhưng hầu hết thông tin của anh chị nghe là đâu? Thông tin màu đỏ dưới cầu. Hôm nay thì nhiều anh chị đã biết về luật nhân quả, nhưng chúng ta sẽ thật sự hiểu hơn về cái việc trong vận hành. Hay chúng ta thì câu hỏi tại sao anh chị trả lời giúp tôi. Phải chăng cái việc mà một người xuất hiện với anh chị để nói với một người khác thì họ vận hành đọc nhiều hơn là góc? Ngôn từ của họ là ngôn từ chắc chắn nằm ở ngòn hoặc nằm ở đọc rồi, nhưng mà có phải chăng ở trong cái tâm tưởng của họ, cái người mà xuất hiện trong các anh chị đây này, màu đỏ của họ nhiều hơn? Màu đỏ của họ nhiều hơn thì mới gửi lấy cho anh chị là màu đỏ chứ. Có phải không anh chị? Rồi. Chúng ta coi thử cái bài này kết nối với bài ngày hôm qua như thế nào nhá. Vậy thì có những người đến để chỉ nói những cái điều tốt đẹp của một người khác cho anh chị nghe mà thôi. Vẫn có chứ phải không? Nhưng hầu hết chúng ta đang vận hành như thế nào? Chúng ta đang đến với một người khác để vận hành cái thông tin đó là chúng ta nói không tốt với người kia. Vậy có phải là chúng ta cứ hễ gặp nhau là chúng ta gửi cái thông điệp mà dưới cầu là thông tin tích cực, là tiêu cực rồi, tin xấu rồi? Nhưng mà rõ ràng cái việc ngôn từ thông qua cái hành vi mà chúng ta gieo xuống, bao gồm là gieo xuống bằng lời nói thì là khẩu này, đúng không? Gieo xuống bằng cái ý nghĩ thì là tâm này, và gieo xuống bằng cái hành động không tốt thì nó gọi là thân. Thì bây giờ chúng ta đang gieo xuống cái người số 1 này thì đang gieo xuống người số 3 là khẩu, đúng không anh chị? Nếu mà chỉ là thông tin xấu anh chị nghe thì nó là khẩu rồi. Mà tôi chưa xét tới người thứ hai đâu nhá, được không? Người số 2 tôi chưa xét, tôi đang xét tới người 1 và người 3, bởi vì họ đang liên quan trực tiếp tới câu chuyện. Người ba, người thứ hai là người gián tiếp, có phải không ạ? Vậy anh chị thử nhận, đó là cái điều mà anh chị quan sát thấy. Tại sao, câu hỏi đầu tiên anh chị phải đặt ra, tại sao thường mọi người đến với nhau thường là nói 2.2 chứ không bao giờ nói 1? Anh chị quan sát cái xã hội ấy và cái môi trường anh chị đang sống, tại sao lại như vậy? Và nếu cả thế giới này cứ tìm đến với nhau là nói những cái thông tin nó có xu hướng không tốt với cái người không xuất hiện trực tiếp, cả xã hội đang vận hành như vậy, là mọi người đang vận hành bởi đọc hay là góc? Chị tự biết nha, tự đưa ra. Bây giờ câu hỏi tiếp theo này. Anh chỉ thường xuyên là người số 1, người số 2 hay người số 3? Người số 1 là người rất đóng vai là rất là nhiều chuyện và thường xuyên đi kể chuyện. Rồi, chồng tôi hôm nay tệ lắm, suốt ngày là nhậu nhẹt, vợ tôi suốt ngày là đi ra ngoài và
có thể là chỉ đó con của tôi, thì nói chung anh chị với một cái tâm thế là anh chị đang đóng vai. Anh chị đã từng là người nào nhiều nhất comment xuống? Người số 1 thì cứ thừa nhận người số 1, mình chuyên gia đi nói tới cho người khác là người số 3. Người thứ hai là comment chuyến là mình thường xuyên là người số 2, là bởi vì là mình được nhắc đến câu chuyện mà mãi tới sau này mình biết. Và có thể mình là người số 3, là người thường xuyên mà ngồi để mà nghe câu chuyện của một người khác và cuối cùng bắt đầu phản ứng thế nào thì tôi chưa phân loại, nhưng mà chúng ta sẽ có cái sự phân loại ngay sau đây. Nhưng mà anh chỉ thấy là mình thường xuyên là người nào thì comment những người đấy thôi nhá, một người thôi, đừng có một comment nhiều người lắm. Mình thường xuyên người nào? Mình thường xuyên là người số 2, đinh đầu anh Phan là người số 2, Sen Hoàng là 1, 2 và cả 3 luôn, Trần Hà là người số 2, Ve Thị Nông là người số 3, Tuyết Nguyễn là người số 2, Vi Lâm là người số 1 và 2, Thu Liến là người số 1, Nguyễn Thị Hường là người số 2, Nguyễn Nguyên là người số 3, Phạm Việt là người số 3, Nguyễn Thị Hường là người số 3, Sen Trần là người số 3, Én Kỹ Luật và Em là người số 3, Thúy Lê là người số 3, Hường là người số 3, và Nguyễn Tuyết số 3. Bây giờ anh chỉ muốn tôi phân tích người số 1, người số 2, người số 3 trước để coi thử cái phần gốc hay là đọc vận hành trong người ta như thế nào, và nó tạo ra được cái nước thang của điểm thứ nước thang tiến hóa thứ 20 của bài hôm qua nó nằm ở đâu. Người nào? Phạm người số 1, Trần Hà người số 1, Trần Thị Tránh. Phân tích người số 1 trước nha. Thứ tự 1, 2, 3. Ok. Như vậy anh chị để ý thấy rằng là đã từng một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta sẽ đóng vai là một người số 1, có khi chúng ta đóng vai là người số 2 được nhắc đến, có khi chúng ta đóng vai là người số 3, là người nằm trực tiếp ở trong câu chuyện, được không nào? Nói chung là anh chị sẽ không thoát khỏi cái vòng này đâu, nhưng mà chắc chắn là anh chị đã đóng vai như vậy trong một trong những người đó. Và khi nào anh chị đóng vai trong đó thì có phải anh chị luôn luôn có một cái gì ạ? Bây giờ tôi đang phân tích ở góc độ đây là năng lượng của dưới cầu hết anh chị nhé. Bởi vì như lúc này chúng ta thừa nhận là hầu hết mọi người khi tìm đến để nói với một người kia thì chúng ta không nói tốt với người kia, chúng ta nói những điều không tốt. Có vẻ như là những điều không tốt thì mới làm chúng ta thỏa mãn, còn những điều tốt thì chúng ta hạn chế nói. À, tại vì sao? Nhưng trước khi mà chúng ta đi tiếp tại vì sao đó, đó thì chúng ta sẽ phân tích người số 1 trước. Có ai rằng người số 1 ở đây thì nếu mà họ vận hành về góc thì tôi gọi là người 1.1. Sẽ dùng cái màu này đi. 1.1. Nếu mà người này vận hành về đọc thì là 1.2. Thì cho dễ phân biệt được không nào? Nhưng mà theo anh chị nha, có thể anh chị đã là từng là người số 1 đi nói, gọi là nói xấu hoặc là nói tốt hoặc là nói dưới cầu. Anh chị dùng cái từ dưới cầu cho nó cho nghe dễ nghe, chứ nếu mà xấu tốt là anh chị tự phân biệt nhé, được không? Anh chị từng là cái người mà nói chuyện dưới cầu với một người thứ ba, có chưa? Có nhiều không? Trước đây có nhiều không? Và bây giờ có nhiều không? Trước đây thì chắc chắn sẽ nhiều ấy. Nên chỉ ở trong đây một thời gian thì tôi không biết. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái con người số 1 này này đang, trong cái lớp mối quan hệ tôi có phân tích ấy, thì họ đang ở bên trong lòng của họ đó, họ đang có được một cái phần hạt giống độc rất là nhiều ở bên trong đây. Khi hạt giống đọc ở bên trong nhiều ở đây thì họ có xu hướng là muốn giải thoát nó ra khỏi mình.
chủ đích của họ là rất là tốt đấy. Thì họ bắt đầu cái hạt giống này có thể được gieo bởi một cái hạt giống nào đó từ cái người này. Đấy, túm lại là ở bên trong họ có, và họ đi chia sẻ với người số 3 này để nhằm mục đích làm cái điều gì? Nhằm mục đích là người này giúp đỡ họ để cho họ được giải tỏa. Chủ đích của họ là như vậy thôi, có đúng không? Chủ đích ban đầu của họ là như thế, và chúng ta cũng mong rằng là chúng ta cũng như vậy, có phải không nào? Chứ chúng ta mong có muốn nói ra để cho người này kẹt lại, hay là chúng ta muốn nói điều gì không? Chúng ta muốn giải tỏa, nhưng nhằm mục đích là đang đi tìm kiếm cái gì ạ? Tìm kiếm người đồng hành. Đồng hành cái gì đây? Đồng hành vấn đề của anh chị em gặp. Tức là chúng ta được an ủi. Bởi vì một trong các nhu cầu lớn nhất của người ta là sợ bị mất tình yêu thương, anh chị. Để ghi xuống nha. Bản chất khi chúng ta đã sinh ra khỏi cái cuộc đời của bản thân này, là cái gốc của chúng ta là cội nguồn, nếu mà chúng ta về được đó là yêu thương và biết ơn, thì cái người số, cái người 1.2 này cực kỳ sợ mất tình yêu thương, nhưng người ta đang đi tìm người đồng đội với mình đấy, theo cái cách ngôn từ họ chia sẻ, để họ được bảo vệ, để họ được đồng cảm, để họ được đồng hành. Đấy, họ đang đi tìm. Theo các anh chị, họ đi tìm và họ tỏa ra cái trường năng lượng đó. Thì xảy ra hai tình huống. Khi họ tỏa ra trường năng lượng đó, thì điều đầu tiên, người cùng năng lượng với họ có dễ hút không anh chị? Dễ hút không? Trong cái nước thang tiến hóa ngày hôm qua thì anh chị đang ở nước thang tiến hóa trí tuệ thứ 19. Khi anh chị đang ở trong nước thang đó, anh chị đi vùng vẫy đi tìm giải quyết vấn đề, anh chị đang ở nước thang thứ 15 chẳng hạn, tức là nước thang mà dưới ngưỡng của phát triển trí tuệ của xã hội đấy, thì khi anh chị gặp vấn đề thì anh chị tỏa ra, và đôi khi anh chị tỏa ra thì anh chị gặp một người nào đó có tường năng lượng và tần số giống giống anh chị, ví dụ như họ 16, có khi họ 17, được không? Họ gặp rất hiếm khi họ gặp một người năng lượng thứ 25 để người ta giúp cho anh chị, có rất hiếm, có nhưng mà rất hiếm, đúng không nào? Nhưng hầu như chúng ta sẽ gặp người cùng trường năng lượng, có phải không? Nếu phải thì comment phải, vì là cái bà chia tay với chồng là rất dễ có một cái nhóm bạn là toàn là với xấu chồng và chia tay với chồng, bà mà chia tay, ông mà chia tay vợ là chuyên gia nhậu nhẹt với thích thằng chia tay với vợ, cái ông bà, cái bà mà chuyên gia gặp vấn đề với con bị hiếu động và căng thẳng thì toàn gặp cái bà mà thấy con cũng hiếu động căng thẳng, và cái bà mà hoặc là cái bạn mà có bố mẹ đang thường xuyên, bố mẹ chồng đằng dâu mà thường xuyên mâu thuẫn với mẹ chồng, thì thấy mình cũng nằm trong đó, có phải không? Nếu phải thì anh chị comment phải. Sen Trần thì đúng, Hồi Hương rất đúng, Hương Phạm rất đúng. Tiếp tục nhé. Vậy cái người số 3 này là cái người mà đôi khi đang có trường năng lượng với người số 1, để được nghe cái câu chuyện của người đó mà chính anh chị không biết. Anh chị bảo em là người rất là tích cực, nhưng mà tại sao em vẫn nghe? Có thể cái tích cực của anh chị đang ở ngưỡng đâu đó dưới 20 này. Cái bài giảng em qua đấy, nên các anh chị mới được nghe cái câu chuyện hạt giống. Thế nên thành ra anh chị có để ý thấy rằng cái người mà vừa chia tay với chồng thường gặp cái người mà chia tay với chồng hoặc mâu thuẫn với chồng không, và do đó họ đi tìm một cái giải pháp, nhưng cuối cùng cả hai người đều kẹt lại, chứ có
có giải quyết được đâu. Nên cái lời khuyên chân thành là khi bạn đang gặp vấn đề với chồng, với con, tuyệt đối đừng nghe lời bản thân nha. Bởi vì sao? Bởi vì cái mức độ đồng cảm của cái đứa bạn thân của anh chị ấy, nó đồng cảm với cái năng lượng tiêu cực này là lớn lắm này, cái năng lượng dưới cầu này là lớn lắm này, nên thành ra nó đưa những lời khuyên theo anh chị có gì ạ? Đấy, sáng suốt hay không là anh chị tự biết nha. Trừ khi cái đứa số 3 này, cái người số 3 này là họ vượt ra khỏi cái ngưỡng và thôi vẻ trong nước thang tiến hóa của cả một cái xã hội từ không đến không. Người này không còn kẹt ở cái nước thang thứ 20% này nữa. Đấy, và người ta có thể đang ở thứ 25 chẳng hạn, người ta sẽ giúp được anh chị. Nhưng hầu như chúng ta đang ở trường năng lượng, chúng ta đang kẹt ở cái trường năng lượng, đang kẹt ở cái trường trí tuệ thứ 15 thì chúng ta giỏi lắm, mà chúng ta hút được người thứ 16 cũng là 15 giống anh chị mà thôi. Nên những anh chị em nào mà đang thấy mình đang đầy rối rắm mà nghe được những câu chuyện hoặc của người khác thì coi chừng ấy, anh chị cũng đang ở trong trường năng lượng đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là ôi là vì việc quan trọng nên là mình được cái người số 1 tìm đến để kể cho mình một câu chuyện đâu. Được chưa anh chị? Ít nhất là bên trong của anh chị có một cái trường năng lượng của trí tuệ nào của anh chị cũng kẹt lại ở trường năng lượng đó nên mới nghe được. Được không nào? Rồi, có phải không anh chị? Nhưng mà hầu như chúng ta đón nhận cái câu chuyện đó theo cái cách như thế nào đây? Tôi sẽ vẽ câu chuyện bây giờ. Vì người số 1 và số 2 ở trong cuộc nên là chúng ta sẽ vẽ. Xin lỗi, người số 1 và người số 3 ở trong cuộc. Người số 2 là người chỉ được nhắc đến thôi anh chị nhá. Về nguyên tắc là họ là gián tiếp thôi, chứ còn trực tiếp là đang... hai người này có vẻ xa nhau đấy. Nhưng mà hai người này là hai người gián tiếp trong trường, trực tiếp trong trường năng lượng đó. Tôi gọi là 3.2. Có phải không nào? Người số 2 nói chuyện thì càng tô màu cho 3.2 ở bên trong người này nở ra mà thôi. Như vậy về nguyên tắc là chúng ta, cho dù chúng ta có phản ứng tích cực, đưa ra một cái lời khuyên tốt cho người số 1, đúng chưa? Hoặc đôi khi chúng ta phản ứng tiêu cực là chúng ta xúi cái người số 1 là thôi, đã không sống được với nhau thì bỏ đi. Thì chúng ta rơi vào, chúng ta có thể phản ứng bằng cách nào? Số 1 hay số 3? Đây gọi là 3.1. Chúng ta phản ứng bằng cách này, hay phản ứng bằng trên cầu hoặc dưới cầu thì chúng ta cũng có sự phản ứng, đúng không nào? Đấy, anh chị bảo rằng em chỉ lắng nghe câu chuyện chứ em không phản ứng gì cả, em chỉ quan sát thôi. Thì anh chị đang rớt vào trường năng lượng số mấy? Mặc nhiên anh chị rớt vào trường năng lượng số 2, 3.2. Nguy hiểm không anh chị? Anh chị không, mặc dù anh chị nghe câu chuyện đó, anh chị không phản ứng gì cả, anh chị để yên ở đó và bắt đầu mặc nhiên anh chị gieo vào trường năng lượng số 2. Trường năng lượng số 2 tức là 3.2 đấy, thì tự nhiên ở bên trong tâm của anh chị có một cái hạt giống màu đỏ nổi lên mà anh chị không, trong ý thức, từng ý thức của anh chị có một hạt giống màu đỏ nổi lên mà anh chị không biết. Anh chị bắt đầu có hạt giống tên là gì? Hạt giống tên là thiếu lòng tin và nghi ngờ. Hạt giống nghi ngờ, đúng không? Bởi vì người ta tự nhiên mình đang sống với một, thậm chí là anh chị đang tích cực như là 3.1 nhé, và anh chị có khi nào chồng của mình cũng đi ra ngoài lăng nhăng giống như cái người bạn của mình đang kể không nhỉ? Thế là hạt giống nghi ngờ tự động không xử lý. Anh chị khuyên rất là tích cực ở mày, nhưng mà ở bên trong anh chị có một hạt giống này vô tình gieo xuống. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Một cái nhân được tạo thành ngay tại thời điểm anh chị nghe. Về vòng nhân quả thì chúng ta đã vừa tạo quả xong cho chúng ta nguyên vẹn ở bên trong, bên dưới rồi đó. Tức là chúng ta chỉ nghe thôi nhé, nhưng hạt đã nở chưa? Hạt đã gieo chưa? Hạt đã gieo rồi. Người này có trực tiếp gieo không? Người này trực tiếp gieo. Mặc dù người này tôi chưa phân tích họ đang là câu chuyện trên cầu hay dưới cầu như chúng ta nhé, được không? Nhưng mà vì anh chị là người trực tiếp ở trong trường năng lượng, tôi chỉ đang xét trên cặp này đầu tiên thôi. Ai đã nắm được phần này thì comment là đã nắm được. Và điều này rất khó phát hiện.
cho dù anh chị tích cực cỡ nào thì anh chị có phản ứng 3.1 là phản đối cái phản kháng cái này, hoặc là không phản kháng thì anh chị phản kháng 3.2 là anh chị phản kháng tiêu cực, là nói thôi chửi cho ông chồng mà lăng nhăng thế bỏ đi, đó là 3.2. hoặc là anh chị sẽ im lặng, anh chị không phản ứng gì cả. Đấy, có nhiều người anh chị đang nói rằng thôi khuyên hai vợ chồng về bảo ba nhau là 3.1, được chưa nào? Anh chị đang ở trong nhóm nào thì anh chị cũng đang vừa gieo xong một hạt giống tròn trịa màu đỏ ở bên trong lòng anh chị. Điều này vô cùng nguy hiểm. Hạt giống đó có thể được gọi tên ra, ví dụ như anh chị gọi tên mình nghi ngờ, thiếu lòng tin từ cái người số 1 này mang lại, cho dù anh chị đang tích cực thế nào, anh chị nào đã rơi xuống, điều gì phản ứng tiếp theo? Có một lúc nào đó anh chị cũng có thể là người số 1. Và thời điểm đó có lâu không? Thời điểm đó là ngay tức thì anh chị vừa nghe xong câu chuyện dưới cầu vừa rồi của một người số 1 nói cho anh chị. Được chưa anh chị? Không phải là anh chị chờ cho cái việc lúc mà anh chị thấy chồng của mình cũng đi ra ngoài lăng nhăng, mà tại cái thời điểm anh chị vừa nghe xong là câu chuyện đã được hình thành bức tranh của ông chồng trong lòng. Anh chị có tích cực đằng trời đi chăng nữa, tí nữa tôi sẽ nói về cách mà chúng ta giải những cái hạt giống này. Nhưng anh chị phải quan sát một điều là tại sao anh chị là người thường xuyên được nghe như vậy, trong khi anh chị không phải là một cái người mà có trường năng lượng sáng rực ở 25 hoặc là 30 hoặc là 50, đúng không nào? Anh chị đang đầy rối ren mà tại sao lại có nhiều chuyện như thế? Kể cả những người đang rất là tích cực đâu đó ngưỡng cửa 20, được không nào? Có khi nào câu hỏi tiếp theo của anh chị để anh chị làm rõ hơn về cái hạt giống này, có khi nào anh chị nghe cái câu chuyện của người số 1 nói với người số 2 rồi sau đó mình lại chính là người số 1? Anh chị là tôi đang hỏi anh chị số 3 đấy, mình là người số 1 từ lúc nào hôm nay? Có không? Nếu có thì có thể ngắn gọn cái câu chuyện giúp tôi. Minh Thư có, em thuộc 3.1. Đức Việt, 3.1 là phản ứng rất là tích cực, khuyên những lời khuyên rất tích cực, đúng không ạ? Khuyên rất, lời khuyên rất tích cực. Nhưng mà khi khuyên như vậy, trong lòng anh chị đôi khi cũng có được một cái hạt giống nghi ngờ bị gieo xuống. Bây giờ muốn thực sự 3.1 là thật sự xanh thì chúng ta quan sát người 3.1 này. Một cái hạt giống và một cái quả trong cái vòng nhân quả được gieo thì nó gieo bởi ba thứ sau: khẩu là nói, người ta thường hay gọi là khẩu nghiệp đấy, tâm là suy nghĩ, thân là có thể là hành động. Có thể khẩu là chúng ta khuyên là cái người số 1 thôi, mày đừng có làm quá lên, mấy giờ mày đừng có bỏ chồng nữa đi. Hành động của anh chị là can ngăn nó. Nhưng mà sao? Nhưng cái ý nghĩ của anh chị không ngừng vận hành một cái hạt giống nghi ngờ với người kia. Vô tình thôi nha, nó không có cố tình nên chúng ta không nhìn thấy. Và cái hạt giống mà tâm đó là hạt giống rất khó quan sát, rất khó vận hành. Và đó là lý do tại sao khi nghe câu chuyện của cái người số 1 kể cho anh chị về người số 2 rồi, anh chị có thể là anh chị sẽ đóng vai là người số 1, có khi anh chị đóng vai luôn là người số 2. Anh chị nhá, ví dụ anh chị đang là người chồng thì đóng vai luôn ông chồng, anh chị là người vợ thì đóng vai luôn bà vợ, kiểu kiểu như vậy. Thì đôi khi anh chị lại đóng vai, bởi vì cả hai cái người này xuất hiện ở cái trường năng lượng
mà dưới cầu đó thì chắc chắn hạt giống dưới cầu sẽ tự động gieo xuống anh chị bằng một cách vô thức nào đó. Nên thành ra chúng ta bị xoáy vào một cái vòng mà nhân quả do chính chúng ta tạo ra. Quả đây chứ gì nữa, nhân chứ ở đây chứ đâu nữa, đúng không nào? Mà chúng ta lại không biết. Vậy thì làm sao để mà thoát được đây? Anh chỉ có thể thoát được khi mà anh chị đang ở trong cái trường năng lượng trí tuệ này thôi. Anh chị mới nhìn thấy tâm của mình vận hành là gì, khẩu của mình vận hành là gì, hành động của mình vận hành là gì. Nên có một ai đó, khi mà tôi đang hướng dẫn cho anh chị đây, anh chị sẽ thấy rằng là anh chị có thể vô tình để cái hạt giống trong tâm này, trong ý nghĩ mình vẫn nghĩ cách để khắc, để giúp cho người bạn của mình thoát khỏi, nhưng vô tình lại gieo xuống trong tâm thức. Và đây là cái điều nguy hiểm và mặc nhiên nó xảy ra anh chị này. Khi anh chị nghe một cái điều gì đó của trường năng lượng dưới cầu thì đặt mặc nhiên tiềm thức, vô thức, tâm thức của anh chị những tên gọi khác nhau ghi nhận xuống anh chị nha. Nó sẽ không phân biệt đâu là điểm tốt để lọc ra, đâu là điểm xấu để bỏ đi, được chưa? Mà nó mặc nhiên là ghi cái hạt giống nó xuống, và rồi hạt giống đó sẽ có một cái thời điểm, thời khắc nào đó sẽ nở ra bên ngoài. Nên ai đó mà tìm đến anh chị, kể cho anh chị một cái câu chuyện mà không tốt với một người nào đó, thì anh chị hãy coi thử mình có thường xuyên đóng vai là người số 3 không, 3.2 không nha. Người 3.2 là người ở bên trong, có thể trông có vẻ rất tích cực, nhưng một thời gian những người, cho dù anh chị đang ở trường năng lượng là rất tích cực của 3.1 đúng không nào, nhưng một thời gian anh chị bắt đầu có sự nghi ngờ và xấu hơn. Câu hỏi đặt ra tại sao những người khác không nghe cái câu chuyện đó mà anh chị vẫn là người nghe thường xuyên, được chưa nào? Vậy thì anh chị mà không có được một cái năng lực mà giải phóng cái hạt giống này đi, đến một ngày đó anh chị sẽ là nhân vật ở trong đó đấy, được chưa nào? Bởi vì anh chị vô thức là anh chị đã gieo xuống hạt giống đó. Nên một ngày nào đó, có khi nào anh chị đang, tôi lấy ví dụ như trước khi đang tìm đến một cái giải pháp nào đó liên quan tới gia đình hoặc là con cái, được chưa nào? Anh chị có thể được gặp một cái người bạn của mình, và người bạn của mình làm một cái việc gì đây, người bạn của mình đang gặp một cái người đối tác hoặc là một cái cộng sự nào đó, và người đối tác và cộng sự đó của họ có thể họ đang làm rất là gì ạ? Họ đang làm rất là tốt. Nhưng vì một cách nào đó thì tự nhiên, như câu chuyện của, tôi không biết câu chuyện của cô gái ở trong cái lớp mà 2 ngày của tôi chữa lành nỗi đau về tiền, cô ấy không hiểu được tại sao cái người chị mà rất là tin tưởng, tự nhiên chị ấy rất là giàu luôn, mà tự nhiên lại không trả tiền cho bạn ấy, không trả tiền nhập hàng cho bạn ấy. Rồi sau đó bạn ấy nói với tôi là, bạn ấy tên gì nhỉ? Anh chị có nhớ bạn ấy comment, bạn ấy có xuất hiện ở đây thì comment tên cho tôi cả. Quên mất rồi. Phương Liên, Thanh Thủy Phương Liên, đúng rồi, anh chị nhớ giỏi thế. Phương Liên hỏi tôi, Phương Liên bảo em rất là gì ạ? Em rất là bế tắc và em rất là mất lòng tin. Bởi cái người đó là em rất là tin tưởng, đúng không Phương Liên? Và nếu như không phải là tôi mà là anh chị, thì có phải anh chị bảo thôi người đó chắc là đang chưa kịp trả thôi, bạn 3.1 đi, bạn nên để cho người ta một thời gian, rồi người 3.2 thì thôi cái người đó thì đừng bao giờ hợp tác nữa, đánh xa nó đi. Người số 3.2 phản hồi như vậy, đúng không nào? Còn người mà lưng lửng giữa 3.1, 3.2 thì không phản ứng gì cả, im lặng. Nhưng hạt giống nghi ngờ với mọi người của anh chị bắt đầu được gieo xuống. Anh chị đang là nhóm người nào? 3.1, 3.2 rõ ràng, hay là anh chị lưng lửng giữa là 3.2? Còn tại thời điểm đó tôi xử lý cô ấy như thế nào? Tôi chỉ cho cô ấy 4 bước để cô ấy xử lý cái hạt giống bên trong. Và đột nhiên cô ấy liên lạc lại, cái người chị của bạn ấy đột nhiên liên lạc lại, trả tiền.
anh chị thường xuyên rơi vào trạng thái im lặng lưng lực, mà phản ứng cực kỳ tích cực 3.1, phản ứng tiêu cực 3.2, đúng không nào? Có phải không anh chị? Đấy, rất nguy hiểm về cái việc mà mọi thứ đang vận hành xung quanh anh chị. Trong có vẻ nó rất là đơn sơ mộc mạc, bởi vì đó là một câu chuyện thường nhật, và chúng ta là một cái người và nhân vật ở trong đó. Nhưng chính chúng ta là người tiếp tục kích hoạt hạt giống lần nữa ở bên sâu bên trong mình mà mình không biết, được không nào? Còn tôi tại thời điểm đó là như thế nào? Tại thời điểm đó tôi không đóng vai người số 1, cũng không đóng vai người số 3, tôi không đóng vai người số 2. Tôi phải là trên vấn đề của cả ba anh chị này chứ. Tôi có thể phải đang nằm ở đâu đó nước thang thứ này thì tôi mới quay lại người này, tôi mới giúp được chứ. Đến 20, 25 hay mấy thì tôi không biết, nhưng mà tôi không còn là ba người đó nữa. Tự nhiên cái tâm khảm và trí tuệ của mình thoát khỏi ba người này, và không ai có lỗi trong ba người này cả đâu. Anh chị hiểu ý không nào? Để xử lý được tình huống mà ngay lập tức 20 mấy giờ sau cô ấy chia sẻ với anh chị câu chuyện là người đó đã gọi điện và trả tiền, là thực tế là anh chị phải thực sự thanh toát và vượt thoát khỏi cái sự lum nhum của những người, những cái hạt giống vòng nhân quả này. Và đó là cách tôi xử lý. Còn nếu mà anh chị kẹt vào một trong ba người này thì rõ ràng anh chị sẽ lập tức tạo ra một cái nhân quả ở bên trong mình từ lúc nào anh chị không hay. Đừng nói rằng là anh chị chỉ là người nghe thôi nhá, được không? Anh chị người nghe mới là đôi khi là người nguy hiểm cho chính mình, chứ không phải là người nói. Người nói này có nhân quả không? Người này có nhân quả cho chính họ. Nhân quả đâu nữa? Nhân quả cho gieo đi một cái hạt giống xấu trong gì ạ? Trong tâm với người khác. Người này có tới 2 hạt giống lận, anh chị nhớ nha. Còn người này thì là người gián tiếp nên tôi không nhắc. Trong cái tình huống đó, anh chị có để ý thấy tôi có nhắc cái cô bạn của cái bạn Phương Liên trong cách tôi xử lý không anh chị? Tôi tập trung vào xử lý ở chỗ nào? Tôi tập trung xử lý ở đây, tập trung xử lý ở đâu? Xử lý ở đây. Anh chị là người nghe này, có phải không? Anh chị đang nghe, người nghe câu chuyện của Phương Liên. Ai là kể chuyện? Phương Liên là người kể chuyện. Nhưng mà họ có bế tắc không? Họ không tìm ra phương án thì rõ ràng họ kể câu chuyện để nhằm mục đích họ muốn giải phóng hạt giống, nhưng họ có tâm địa xấu đâu, đúng không nào? Họ muốn giải phóng và họ cần một người đồng hành. Đồng hành cái gì đây? Đồng hành cùng mức năng lượng với họ. Nhưng tại mà thời điểm họ kêu gọi thì lập tức tôi thoát khỏi ba cái nhóm người này và tôi ngồi ngoài cái vòng tròn và cuối cùng tôi giải quyết. Đấy là cách thức mà anh chị cần phải xử lý hạt giống. Nhưng rất hiếm người có thể làm được như vậy đó anh chị nha. Không chỉ phải thuộc về kỹ năng mà anh chị phải thuộc về một cái sự vận hành nào đó ở trong cái nước thang ngày hôm qua này, chỉ mới đủ năng lực này. Chứ còn anh chị đừng có ngộ nhận. Rất nhiều nhà tâm lý, anh chị có biết trên thị trường hiện nay gia đình của họ không hạnh phúc không? Người mà chuyên đi gỡ rối cho người khác ấy, mà bản thân họ và gia đình họ không hạnh phúc. Hoặc là người đi dạy gì đó về cái việc mà cho một cái việc người khác nhưng bản thân họ không gỡ được việc gia đình, phải không anh chị? Phải những cái người mà rất là hay nhưng mà dạy về hôn nhân mà họ lại không gỡ được cái việc hôn nhân. Tại sao lại như vậy? Tại vì họ cũng là một trong ba người, nhóm người đấy, chứ họ không thể vượt thoát được. Vượt thoát cái đó có phải do cái việc kiến thức không ạ? Không, vượt thoát đó là sự đồng nhất của lời nói, cả vận hành ở trong tâm là suy nghĩ và cả cái hành động nhỏ nhất khớp với nhau một lệnh như vậy. Anh chị nhá, không dễ để mà chúng ta thuộc này đâu. Nên khi mà chúng ta bắt đầu để mình ở bên trong này, chắc chắn anh chị gặp vấn đề ngay. Vậy thì câu hỏi là gì? Về xử lý tình huống này như thế nào? Bây giờ em thường xuyên gặp phải, thầy ơi em là người thứ ba luôn đó, suốt ngày em cứ nghe tiêu cực, nào là từ nhân viên, nào từ đối tác, nào từ khách hàng, nào từ bản thân, nào là bạn, là đồng nghiệp, đại loại như vậy. Em phải xử lý như thế nào? Cách tốt nhất, dịch chuyển cái trường năng lượng của anh chị ra khỏi câu chuyện đó. Bởi vì khi mà anh chị nghe được toàn bộ câu chuyện đó là người ta đang đi tìm người đồng hành với trường năng lượng đấy này,
đồng hành đây này. Anh chị cũng đang trong trường năng lượng 19, 18 này. Thì tốt nhất chưa giải quyết được họ thì tránh xa. Không ai yêu cầu anh chị, không có ai có cái quyền để bắt anh chị là ngồi đó để mà nghe câu chuyện. Được không nào? Lập tức anh chị thiết lập một hàng bảo vệ. Anh chị phải không nghe những câu chuyện đó nữa. Anh chị, được không nào? Chưa giúp được mình thì cứ dịch chuyển mình ra khỏi cái trường năng lượng và câu chuyện đó nào. Thôi chị em ơi, bây giờ chị đang bận. Để nói sau cũng được. Được không nào? Chị sẽ giải quyết, bây giờ chị đang lo đầy đủ cơm áo gạo tiền. Bây giờ chưa lo xong việc của chị, nó cứ nghe chuyện của em, chị nhức đầu lắm. Đấy là những người mà không có năng lực xử lý thì tốt nhất để làm như vậy. Nhưng mà rất khó để mà làm như vậy, đúng không? Có phải không anh chị? Có khó không? Thì người ta đang tìm đến mình, thế là mình áy náy. Không nào? Khó chứ không phải khó đâu. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị phản ứng với người ta tiêu cực thì anh chị rớt vào nhóm 3.2. Anh chị mà phản ứng tích cực nhưng mà hạt giống của anh chị bị gieo xuống anh chị mà phản ứng tích cực thì anh chị vẫn gieo xuống hạt giống xuống vô tình trong tâm thức của anh chị, để rồi một ngày nào đó câu chuyện nó sẽ nở trên chính anh chị bằng một cái góc độ, một cái bức tranh khác, nhưng mà gần như hạt giống tương tự như vậy. Nghi ngờ, có thể là bây giờ đang kể chuyện với cái ông chồng này lấy tiền của mình rồi đi cho người khác đi, thì sau đó mình sẽ thấy con của mình nó lại lấy tiền của mình, kiểu như vậy. Nhưng anh chị lại không có biết điều đó. Anh chị phản ứng 3.2 cũng gặp vấn đề, 3.1 cũng gặp vấn đề, lưng lửng cũng gặp vấn đề, đúng không nào? Vậy rõ ràng khi mà tôi không giảng tới điều này, mọi người đang mắc kẹt lẫn nhau nhiều hơn, bởi vì họ không đủ một cái năng lực thực sự để vượt thoát khỏi, vượt thoát khỏi cái gì, vượt thoát khỏi ba cái nhóm người này đi. Bởi vì nếu mà họ vượt thoát khỏi ba người này thì họ không bị kẹt lại nữa. Nên ở góc độ nào đó, khi mà tôi thấy trường năng lượng của tôi chưa cao, tôi nói rằng là anh chị từ từ đã, câu chuyện của anh chị. Còn khi mà tôi có trường năng lượng đủ cao, tôi vẫn ngồi, tôi coi thì tôi có ngồi trong ba người này hay là tôi đã thoát khỏi họ. Còn nếu không, anh chị có là cái người tích cực 3.1 cực kỳ tốt như thế nào đi chăng nữa, thì anh chị cũng là người mà gieo xuống hạt giống ở bên trong tâm của anh chị, trong cái tâm thức của anh chị vô tình mà thôi. Nên thành ra đừng có hỏi tại sao cuộc sống của mình sau đó nó có nhiều chuyện nó xảy đến, được không nào? Chưa làm tốt thoát khỏi trường năng lượng đó. Không nghe nữa. Không nghe thì làm sao? Không nghe thì người này không có cơ hội. Họ chỉ gieo hạt giống trên chính họ thôi, chứ họ không có gieo hạt giống xuống anh chị, được không? Có phải không nào? Còn người số 1 này đang gieo cả hai hạt giống trên cả tâm của họ và tâm của anh chị. Nếu anh chị đồng tình thì hạt giống đó gấp đôi. Nếu mà anh chị phản đối thì hạt giống đó thì tạo ra hạt giống sự kháng cự. Được chưa nào? Nếu mà anh chị im lặng thì hạt giống vô tình gieo xuống tâm thức. Nên kiểu gì kiểu anh chị cũng không thoát khỏi. Được chưa nào? Và khi anh chị không thoát khỏi thì tốt nhất là dừng nghe câu chuyện đó. Rất khó nhưng phải bắt buộc phải làm. Rồi cách thứ hai. Đây là cách 1 là thoát khỏi cái câu chuyện đó nha. Cách thứ 2. Nhờ tới một cái bậc minh sư cao hơn, ở trường năng lượng cao hơn, minh tuệ hơn, giải quyết cho họ. Được không nào? Mình không đủ năng lực giải quyết thì ngồi đấy để mà ví dụ như anh chị thấy một người chết đuối, anh chị không cứu thì anh chị áy náy. Nhưng mà tại thời điểm đó anh chị nói rằng là thôi, cái thằng bạn của mình nó là vận động viên nhảy dù, hoặc là cái thằng bạn của mình là huấn luyện viên, có phải không ạ? Bơi ra nó cứu được cả hai người không? Chắc chắn nó cứu được. Còn anh chị bơi ra là anh chị chết chìm luôn. Điều thứ 3, đến một lúc nào đó anh chị thấy năng lượng của anh chị đủ cao, của cái trường năng lượng vượt khỏi 20 này này, thì cái lúc đó quay trở về giúp người ta cũng chưa muộn đâu. Chưa muộn đâu anh chị nhé. Chưa bao giờ cuộc sống của chúng ta làm một cái việc gì đó với người khác là muộn. Chỉ hầu hết là chúng ta đang vội vàng mà thôi. Được không nào? Chính chúng ta đang quá vội vàng khi gặp vấn đề, bởi vì anh chị cứ nghĩ rằng là người ta kể câu chuyện với anh chị là anh chị có trách nhiệm để giải quyết. Không phải. Anh chị có trách nhiệm để giải quyết cái hạt giống xấu trong cuộc đời của anh chị mà thôi. Ghi xuống câu đấy nha. Anh chị chỉ có một trách nhiệm như vậy mà thôi. Trách nhiệm giải trừ cái hạt giống của anh chị, hạt giống của anh chị, chứ không phải trách nhiệm để giải quyết vấn đề cho người ta.
Bởi vì sao? Bởi vì ai sinh ra trong cuộc đời này cũng có một cột nghiệp riêng và cái ba trường năng lượng chịu trách nhiệm riêng. Anh chị không đủ năng lực để mà thay đổi nó đâu. Anh chị chỉ thay giải trừ được cái hạt giống của mình để làm gì? Một là mình có thể thu hút được một người minh tuệ hơn để giúp cho người ta, hoặc là mình sẽ một thời điểm nào đó mình sẽ được một cái khối lượng kiến thức nào đó đủ minh tiết để mình quay trở lại mình giúp người ta khi họ đang ở trường năng lượng thấp hơn, được không nào? Đấy là cách hóa giải. Còn người số 2, tại sao tôi không nhắc vào người số 2? Tôi không nhắc vào bởi vì cái thứ mà phản chiếu có thể người số 2 này đang là 2.1 2.1 hoặc 2.2, không biết luôn. Nhưng mà thông qua cái trường năng lượng này thì cho dù 2.1, 2.2 thì người này đều đỏ le cả, có phải không anh chị? Bởi vì cái người mà chuyên gia đi nói như vậy thì chắc chắn hạt giống ở bên trong của họ là hạt giống dưới cầu, không bao giờ hạt giống trên cầu cả. Nên ai đó khi mà anh chị tìm đến và đưa vấn đề giải quyết thì chắc chắn chúng ta đang ở trường năng lượng này, trường năng lượng dưới cầu này. Vậy anh chị đang ở trường năng lượng dưới cầu này thì anh chị sẽ không còn góc nhìn thanh toát với cái người mà anh chị gọi tên đó đâu. Nên tôi có tập trung vào người này không? Trong cái tình huống của Phương Liên, tôi có tập trung và tôi nói rằng là người kia là cái người mà thật là xấu xa khi mà đang khó khăn để lấy tiền của bạn không? Tôi có nói về đâu, đúng không nào? Nên thì chưa bao giờ nói như vậy, bởi vì tôi không bị kẹt vào đây. Và rõ ràng khi sau mấy tiếng đồng hồ sau khi cô ấy chia sẻ với anh chị rằng thực ra cô ấy đang gặp khó khăn và hoàn toàn cô ấy không muốn là giữ tiền và giữ hàng của Phương Liên tí nào cả. Có đúng không anh chị? Có phải không? Phương Liên cứ vẽ bức tranh là cô ấy thật là giàu, cô ấy thật là sang, cô ấy. Nhưng mà cuối cùng cô ấy kể câu chuyện tại thời điểm đó đột ngột, tài chính cô ấy chưa có và cô ấy không muốn là giữ hàng của Phương Liên đâu. Nên thành ra cái điều mà anh chị nghe chưa hẳn là sự thật. Nhưng cái sự thật đó là gì? Hạt giống ở bên trong người này là hạt giống màu gì ạ? Màu đỏ. Khi mà kể câu chuyện đó và xuống đây, hạt giống này nhân lên anh chị nhá. Nên đừng hỏi tại sao quả của mình lại nở nhiều thế, nhân của mình lại nở nhiều thế. Bởi vì ở bên trong, thực ra bên trong của mình có trường năng lượng tương tự với hạt giống này, mới có thể tạo duyên để cho nảy mầm cái hạt giống này và người đó đến với anh chị, được chưa nào? Nên nhiệm vụ của anh chị là vượt thoát khỏi 1-3 nhóm người này nhá. Khi nào mà anh chị vẫn còn loanh quanh ở cái nhóm người số 0 ngồi đấy mà giải quyết vấn đề cho họ khi trường năng lượng mình đang yếu, chắc chắn anh chị là nạn nhân trong đó, và chắc chắn anh chị lại một lần nữa nhân cái hạt giống của cái người số 1 qua anh chị. Và anh chị đừng có nhầm rằng họ kể câu chuyện đó với một mình anh chị. Họ kể câu chuyện với 3 phẩy. Họ kể câu chuyện đó với 3, 2 phẩy. Có phải không những anh chị số 1? Khi mà kể thì anh chị có phải đi tìm nhiều người để kể không? Bởi vì quá trình đó là quá trình của họ đang đi tìm giải cho họ và đang đi tìm cái gì ạ? Tìm người đồng hành cơ mà. Đi tìm người đồng hành đi. Không tìm người này không được, đi tìm người kia chứ gì nữa. Có phải không? Nên đừng bao giờ tin tưởng rằng câu chuyện đó họ kể một mình anh chị nhé. Đấy. Trong khi anh chị không phải là một cái người thực sự minh triết, người số 2, số 3 thì tốt nhất người số 1 né xa đi. Dừng câu chuyện đó lại. Thôi chị nghe đến đây đủ rồi. Chị nhất thiết là dừng lại. Vì chị đã rắc rối, thì rắc rối đủ nhiều rồi. Giờ nghe câu chuyện của em nữa chị không có làm ăn được gì. Đấy là anh chị phải dũng cảm làm như vậy. Nếu như anh chị đang là người số 1, được không? Còn không thì anh chị cứ tiếp tục gieo cái hạt giống vô tình xuống tâm thức của mình, đến một ngày nào đó nó nở, nó nảy ra, thì khi đó đừng hỏi tại sao mình lại gặp rối ren nhé, được chưa? Đấy, đấy là cái thứ rất là khó để nhìn thấy, nhưng mà vì một cái cách thức nào đó chúng ta vẫn tạo ra nhân quả cho người kia một cách vô tình anh chị nhé. Đừng đóng vai là người số 1, số 2 nữa. Vậy người số 1 đang gặp vấn đề thì như thế nào đây? Đúng không? Nãy giờ tôi đang giải cho người số 3. Người số 2 tôi không giải, tại vì sao? Tại vì người số 2 này chính là người gián tiếp mà thôi, chưa bao giờ là người trực tiếp cả. Nên dù sao thì anh chị chính là anh chị, cái người được nghe và người được kể đấy chính là một mà thôi.
Tức là anh chị đang tạo quả cho nhau thì vấn đề nằm ở trên chính anh chị chứ không phải vấn đề nằm ở người kia. Anh chị có hiểu ý không? Chưa bao giờ vấn đề nằm ở người kia. Vì câu chuyện của anh chị được kể thông qua người kia, nó chính là trường năng lượng của họ gây ra. Ngược lại, anh chị để ý thấy này. Anh chị có để ý thấy là sau một thời gian anh chị ở trong cộng đồng gia đình hạnh phúc, anh chị chứng kiến được nhiều cặp gia đình hạnh phúc nhiều hơn không? Có phải không anh chị? Anh chị chứng kiến hơn nhiều cái việc mà người khác làm tốt cho người kia khi mà người kia đang không khỏe để tự nhiên vào đây khỏe, anh chị có thấy rõ hơn không? Thế là tự nhiên anh chị tìm đến người kia và chị nói tốt với họ và nói tốt với người khác mà thôi. Từ đầu nó hạt giống của anh chị, cái nhân quả ba bên của anh chị nó tự động nó thay đổi. Được chưa nào? Còn nó không còn màu đỏ, màu vàng này nữa. Nó chuyển qua màu xanh. Anh chị cứ tìm đến người kia là chị nói tốt với người kia mà thôi. Một xã hội mà vận hành được bởi cái vòng tròn tam giác như thế thì khỏi anh chị xã hội có tốt đẹp không anh chị? Thế anh chị có tốt không? Có tốt đấy anh chị ạ. À, thông qua câu lạc bộ này tôi cũng đang nỗ lực để cho chúng ta trở về màu xanh này. Thì một ngày đó, nào đó anh chị đến rồi. Ôi, mình chứng kiến gia đình của gia đình mình đang như thế này. Mình muốn kể, bắt đầu cái bạn gặp người số 3. Mình đã kể cho bạn nghe câu chuyện mình ở trong cộng đồng. Mình thấy câu chuyện của Vũ Bình ly kỳ lắm. Hơn gần 2 năm qua bạn ấy đã từ một cái người mà đã ở trường năng lượng dưới cầu như thế nào, bạn gặp gia đình ra sao, bạn gặp con thế nào. Nên chị nói với câu chuyện của chị Thanh Tuyền tuyệt vời quá. Chồng của chị Thanh Tuyền đang tập thể dục cùng với Thanh Tuyền mà đi đâu cũng hai người cũng ríu rít với nhau như chim ấy. Cặp bồ câu ấy. Chị thấy rồi anh chị thấy rằng con của họ cũng rất là hiếu thảo ấy. Rồi anh chị nghe những câu chuyện, ôi chị Tuyết ở trong này tuyệt vời quá. Ngay cả khi mà cặp nhân viên của họ không hàn gắn với nhau thì tự nhiên khi nghe cái trường năng lượng của chị thì hai nhân viên ký đơn ly hôn cũng về cùng với nhau. Anh chị có phải anh chị toàn kể việc đẹp cho người ta không? Có phải không? Anh chị đang người số 1 và người số 2 toàn là năng lượng màu xanh tỏa ra nhau cả. Có đúng không nào? Đấy. Nhưng ngược lại ở bên ngoài kia, người ta cứ hễ tìm đến với nhau là người ta có năng lượng màu đỏ thôi. Có phải không nào? Anh chị sẽ tự giải thích tại sao nhé. Tại sao mình là người thường xuyên được nghe và mình là người thường xuyên được như vậy? Là tại vì ở bên trong mình có một cái môi trường cho hạt giống nó nở này. Môi trường màu đỏ này anh chị này. Nên tốt nhất là giải trừ cho môi trường và giải trừ cho hạt giống của mình đi. Được chưa ạ? Thế này. Giải trừ cái phần môi trường này hoặc giải trừ cái hạt giống này của mình đi. Còn nếu không thì anh chị chính là bức tranh ở trong đó ấy. Mình còn bảo là anh chị tích cực, được không? Tích cực hay tiêu cực thì anh chị vẫn đang vô tình gieo xuống. Nên muốn thoát khỏi thì 1, 2 và 3 đây là phương thức rồi. Anh chị cứ đúng công thức mà anh chị làm. Đấy một quá trình hình thành rất là mạnh của cái trường năng lượng sáng thì mới có thể đưa ra giải pháp, đừng có trường năng lượng mắc kẹt đấy nha. Được không nào? Rồi, xin cảm ơn các anh chị buổi sáng hôm nay đã ngồi ở đây. Và tôi chúc cho anh chị một ngày mới tốt lành và hẹn gặp các anh chị vào chương trình ngày mai.